Bấy giờ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn gọi là Đại Bồ Tát, vậy danh từ này có ý nghĩa gì? Phật bảo thiện hiện. Vô cú nghĩa là cú nghĩa của Bồ Tát. Vì sao thiện hiện? Vì Bồ Đề không sanh, Tát Đà chẳng có. Cú nghĩa ở trong lý bất khả đắc ấy, nên vô cú nghĩa là cú nghĩa của Bồ Tát. Thiện hiện ví như trong không trung thật không có dấu vết của chim. Cú nghĩa của Bồ Tát cũng lại như vậy, thật không có sở hữu. Thiện hiện ví như trong cảnh mộng, thật không có sở hữu,